Mọi người, Lần trước lúc mà mình đi Costco mua cái cây bàn á thì mình có mua được một hộp bánh trung thu nữa. Hộp bánh trung thu này thì ở bên trong có 4 cái, mỗi cái có 2 lồng đỏ trứng muối với lại nhân hạt sen. Này thì chỉ có mười mấy trong một hộp thôi mà mình thấy ngon quá nên là mình mua thử. Mình thấy ở mấy cái chợ châu Á khác á cũng bán bánh trung thu như thế này mà mắc hơn nhiều. Thì mình mở ra cho mọi người coi nha. Hộp này thì 700 gram. Đây, mỗi cái bên trong nó vậy nè. In rất là nét, nướng cũng đẹp nữa. Bánh này của Đài Loan luôn á mọi người. Đó, 4 cái bên trong vậy. Nó chỉ có cùng một nhân thôi là nhân hạt sen, mà mỗi cái thì có 2 cây lòng đỏ trứng muối luôn. Để mình cắt ra ăn thử nha. Mình đã mở bịch ni lông ra rồi nè. Bánh đóng cũng rất là chắc. Mình cắt ra làm 8 miếng luôn, ăn mỗi miếng nhỏ nhỏ vậy thôi. Mình lấy ra thôi. Ủa, cái trứng đâu? Nghe nói có 2 cái trứng lận mà. Chắc bóc chung miếng không có trứng. Đây, trời ơi, nguyên một cái trứng luôn, cắt mua đen quá. Không đứt. Nhà mình thì có một mình thích ăn trứng muối thôi. Hai cái à, đúng rồi. À, đúng rồi, 2 cái trứng ở trong đó mọi người. Donut ăn thử rồi chấm điểm nha. Ăn thấy sao? 5 điểm, 5 sao. Tụi nó cho 5 sao, ngon không con? Ừ, chơi ngon. Chuồng ghê á. Bánh này thì cái nhân nó hơi ngọt nhưng mà nó có mấy cái trứng muối á, hơi mặn mặn, nó cũng trung hòa cái vị ngọt đó. Nhưng mà chắc là một lần ăn không hết một cái này đâu, hết nửa cái là phải ngán rồi. Nhà mình đang đi At Home để coi mấy cái đồ trang trí. Mọi người coi, người ta đã bày đồ Halloween như là đồ Christmas rồi nè. Ôi trời ơi, sớm quá. Mấy cái thông Noel để chung với lại mấy con ma. Donut đây, đang mê cái đồng hồ cát này. Coi cái bức tranh này nè. Đôi giày Valentino, dễ thương không? Bên này có con chó đeo cái mặt nạ ngủ hơn con thỏ. Ok, I'm getting this too. Wow, quá trời thôi, trang trí đẹp luôn. Ôi dễ thương quá. Mình rất là thích đi At Home tại vì có quá trời đồ trang trí đẹp luôn nè. À, mình thích cái ghế này. Cái màu xanh đẹp quá. Ồ, có cái bản đồ hoa không nè, đẹp không? Đẹp á. Bên này là đồ Halloween. Năm nay nhà Donut sẽ mua cây thông Noel mới. Tại vì cái cây kia nó mấy cái đèn bị hư hết rồi. Nhưng mà bây giờ thì còn sớm quá, đi coi chơi thôi. Coi cái chậu để thay cho cái cây bàn nữa. Mấy cái chậu này á, nhìn tưởng là nó nặng lắm nhưng mà thật ra nó nhẹ hều rồi mọi người. Bên trong nó có mấy lớp luôn á. Này thì hơi sâu quá. Nhà Donut thích cái ghế này mà coi Donut ngồi lên này. Nó như răng rụng á. Và lay nó được như là cái răng ở trong miệng của bạn. Nhà Donut thích cái bàn ăn giống vậy nè, với lại mấy cái ghế giống vậy nữa. Nhìn đẹp quá à. Ở đây có bán cái cây bàn để trang trí ở trong nhà á, mà nó giả thôi. Nó lùn tịt nè mọi người. Biết bao nhiêu không? 89.99. Mình mua cây thì có 50 đồng mà nó cao 1m9 luôn. Ở đây còn hết giờ cây giả luôn nè. Nhìn cũng đẹp. Chân máy chai này thì khỏe, không có phải chăm sóc gì hết. Nhưng mà nó đâu có tác dụng gì đâu. Nó đâu có lọc không khí hay gì được đâu. Ồ, có cái này thì cao hơn. Cái này cao nè. Nhưng mà nhìn cái lá nó giả. Nhìn là biết đồ giả rồi. Ồ, cái này có hoa nữa. Cái này giống như là cây trà. Mắc kệ. Khi nào kiếm cái cây này chằng, lấy hoa.
Và nó thích dừng tầng ha. Ngủ ở trên còn chơi ở dưới. Quay lại với tiết mục nấu gì hôm nay thì hôm nay mình sẽ làm salad gà. Để làm salad gà thì mình có chicken tenderloin, cà chua bay với lại rau. Rau thì các bạn tùy chọn loại nào mà các bạn thích ăn với lại dễ ăn á. Ở đây thì mình hay mua cái loại gây là baby spring mix. Cái này thì bên trong nó có rau chân vịt với lại có những cái loại rau khác nữa rất là dinh dưỡng. Nó có gây nè, vừa có vitamin A, vừa có vitamin K. Gà này thì mỗi lần mua mình mua cả lố ở Costco luôn. Một lố có 6 bịch như thế này, mỗi bịch là hình như 1 pound. Mình sẽ rửa sạch xong rồi bắt đầu tắm ướp. Sau khi rửa sạch và thấm khô gà thì mình sẽ ướp với lại một chút xíu dầu ô liu. Mình rửa dầu lên trên bề mặt gà như thế này. Tiếp theo mình sẽ rắc lên trên bề mặt một ít muối. Muối này thì mình dùng Worcester sauce. Tiếp theo nữa mình sẽ rắc lên một ít tiêu. Và cuối cùng là một ít ớt bột paprika xông khói. Cái ớt bột này mình thấy nó rất là lợi hại tại vì nó có mùi xông khói á, nên khi mà mình chiên bằng nồi chiên không khí nó cũng có mùi hơi khói khói giống như là mình dùng cái lò nướng vậy. Sau khi tạm ướp gia vị thì mình sẽ dùng một cái gắp mình xoay cho thịt nó thấm đều gia vị. Mình có thể lật mặt xong rồi mình ướp một lần nữa giống y chang vậy cũng được. Sau khi ướp thịt gà xong thì mình sẽ khởi động nồi chiên không khí 360 độ F. Tiếp theo mình sẽ xếp hết thịt gà vào. Này là vừa đủ để một lần nướng luôn á. Sau khi xếp hết thịt gà vào thì mình sẽ chỉnh 15 phút. Thực ra thì thịt gà này nó nhanh chín lắm, mình cứ chỉnh 15 phút thôi nhưng mà mình sẽ kiểm tra coi nó chín chưa rồi mình lấy ra trước đó. Trong khi nướng thịt gà thì mình sẽ làm nước trộn rau. Đầu tiên thì mình sẽ dùng một muỗng canh dầu ô liu nguyên chất. Tiếp theo là nửa muỗng cà phê muối. Sau khi cho muối vào trong cái cốc cùng với dầu ô liu thì mình sẽ vắt thêm nửa muỗng cà phê tiêu, hoặc có thể là ít hơn cũng được nếu mà mọi người không thích vị tiêu nhiều. Tiếp theo nữa mình sẽ cho một muỗng canh balsamic vinegar và cuối cùng là một muỗng canh mật ong. Nói chung là mọi người cứ gia giảm theo tùy khẩu vị. Sau khi mà cho hết tất cả những nguyên liệu trên vào rồi thì khuấy đều lên xong rồi nếm thử. Nếu như mà thích ngọt hơn thì cho thêm mật ong, còn thích mặn hơn thì cho thêm xíu muối, thích chua hơn thì cho balsamic vinegar. Vậy đó, cứ như vậy mà điều chỉnh theo khẩu vị riêng. Một điều các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là cái nước trộn rau này nó rất là lành mạnh. Mà mọi người thấy mình đâu có bỏ đường hay gì đâu, đúng không? Chỉ có những cái gia vị đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Nhiều khi các bạn muốn giảm cân xong rồi cứ ăn salad nhưng mà thấy cân mặn không hề giảm tí nào. Thủ phạm chính là do cái nước trộn rau này có nhiều chất béo hoặc là có đường nhiều quá. Nhưng mà cái này thì không, nó hoàn toàn sạch và lành mạnh. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị rau và rửa cà chua. Gà chín là có thể ăn liền luôn. Rau thì mình chỉ cần rửa sạch xong rồi cho ra tô thôi. Rau này thì thật ra là người ta đã rửa sạch sẽ rồi đóng hộp rồi. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn kỹ hơn á thì rửa thêm một lần nữa. Còn cà chua thì mình cắt ra làm đôi sau khi mà mình rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một ít ớt nữa. Đây là ớt ngâm giấm rất là ngon. Cái ớt này hôm bữa mình có giới thiệu với mọi người rồi. Hầu như là ăn món nào mình cũng ăn kèm với cái ớt này. Đặc biệt là với salad nữa. Để cho cái salad nó đỡ chán, đỡ ngấy á, thì mình cho thêm chút vị cay. Với những người thích ăn cay thì chắc chắn là sẽ rất là thích cái ớt này luôn. Thì gà chín rồi đây, rau cũng sẵn sàng. Sau khi gà chín thì mình cắt ra từng miếng xong rồi mình bỏ lên trên salad luôn. Sắp được ăn rồi mọi người ơi. Chỉ cần chan cái salad dressing này lên trên. Và cuối cùng, không thể thiếu Everything Bagel Seasoning. Cái này thì ăn với cái gì mình thấy cũng hợp hết trơn á. Bỏ vào salad nó thơm lắm mọi người. Mình sẽ rắc một ít lên trên cho nó hấp dẫn. Vậy là đã xong một bữa trưa rất là lành mạnh. Salad này thì từ cái nước dressing mình cũng không có sử dụng được. Mọi người thấy mình sử dụng mật ong á, nên là ăn không có sợ bị mập đâu nha.
Đáng lẽ là trưa nay mình ăn mì cay Samyang mình có bỏ sẵn ra rồi, tại vì đang thèm cái gì cay cay. Nhưng mà nghĩ thôi mì này chẳng có rau rác gì hết, dành cỡ 20 phút làm bữa trưa như thế này á thì sẽ lành mạnh hơn. Và sau khi mình ăn salad rồi thì tí nữa mình ăn mì cay Samyang mình cũng đỡ thấy tội lỗi với lại cơ thể của mình. Nói chung là để ăn lành mạnh thì không khó, chỉ cần bỏ một ít thời gian ra và xuyên xuyên nấu ăn một chút thôi thì gia đình và bản thân mình đã có một cái món ăn rất là lành mạnh để ăn rồi. Mình biết là thế nào mọi người cũng hỏi mình mua Everything Bagel Seasoning này ở đâu. Mình mua ở Costco, hũ rất là bự luôn, không biết ăn bao giờ mới hết. 326g. Mỗi lần á, mà mình thấy ở ngoài Trader Joe's thì nó chỉ là một cái hũ nhỏ thôi, chắc là mau hết hơn. Nên nếu mà mọi người thích cái này á, thì tới Costco mua nha. Rất là rẻ, hình như là chưa tới 5 đồng nữa. Mà mình ăn với cái gì cũng hợp hết á. Mình rắc lên trên cái avocado toast nè, hoặc là mình rắc lên trên salad như thế này. Rất là nhanh gọn mà nó thơm nhỉ. Thôi bây giờ mình ăn trưa đã nha. Ăn trưa xong thì tí nữa mình sẽ được ăn mì cay Samyang giống như là phần thưởng nha. Hôm nay mình lười mình không làm trứng luộc á, nhưng mà làm trứng luộc bỏ thêm vô lại ngon nữa. Hồi nãy mình vừa quay phim, mình vừa chan cái dressing lên, không biết là có nhiều quá không? Để thử miếng thử. Ngon quá. Mình có làm sẵn vài phần salad gà để ba donut mang đi làm ăn nữa. Lúc nãy thì khi mà mình ăn trưa thì gà nó cũng nguội bớt. Xong rồi mình ăn xong mình lấy ra mình cắt miếng như thế này. Đợi nó nguội hẳn á mình mới bỏ lên trên salad, kẻo là khi mà nó còn nóng hoặc là nó còn ấm á nó sẽ làm rau của mình bị xìu xuống. Cũng giống như cà chua nè, mình để nguyên vậy để ba donut ăn. Khi mà mình cắt ra thì cái nước ở trong cà chua sợ nó chảy ra rau thì nó làm rau xìu xuống không có ngon nữa. Còn cái salad dressing thì mình bỏ vô một cái hũ như thế này. Trước khi ăn, ba donut phải lắc thật là đều lên nha. Xong rồi mới chan lên trên để cho nó đều, nó ngon. Đó, vậy thôi. Đợi gà nguội thì mình bỏ lên trên rồi mình đậy nắp lại. Mấy cái phần salad này thì mình bỏ được trong tủ lạnh, bảo quản được cỡ 4 ngày luôn á. Nói chung là nếu như mà mình chuẩn bị sẵn vào ngày Chủ nhật thì ba donut có thể ăn hết một tuần tiếp theo. Mỗi ngày đi làm thì mang một hộp với lại mang thêm mấy cái bánh trái snack đồ này kia để ăn. Không có phải tốn tiền ăn trưa mà lại được ăn trưa salad vậy rất là lành mạnh. I am glad.
Hôm nay Donut sẽ ăn thử potato cheese corn dog kiểu Hàn Quốc. Ở bên trong thì nó vừa có mozzarella cheese với lại có chả cá kiểu Hàn Quốc nữa, rất là ngon. Có nhiều cách để chế biến cái món này. Mình có thể dùng microwave nè, air fryer nè, có thể chiên bằng chảo nữa. Nhưng mà mình thấy là làm air fryer chắc là ngon nhất. Một bịch này mình mua ở chợ Hàn Quốc là 8 đồng, có 4 cái như thế này được gói riêng trong từng bịch luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra khỏi bịch và bỏ vào nồi chiên không dầu. Donut rất là háo hức để được thử cái món này đây. Ở bên ngoài thì mọi người có thể thấy là nó có bọc từng cục khoai tây nhỏ á. Ăn cái món này giống như là vừa được ăn khoai tây chiên mà vừa được ăn corn dog cùng một lúc, thích ghê. Đây, ở bên trong thì nó nhìn như thế này. Mọi người mà thích thử thì tìm ở khu đông lạnh đó nha, nó là đồ đông lạnh. Chiên cái này thì mình chiên với 330 độ F trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì cái khoai tây bọc bên ngoài nó rất là giòn và mình nghĩ là phô mai bên trong nó cũng chảy ra luôn. Donut sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Chưa gì mà thấy bạn đã thích quá chân rồi nè. Forget.